Hành Trung bị chỉ trích khi bàn luận vụ Đỗ Hùng Dũng chấn thương. Đăng đàn động viên Đỗ Hùng Dũng, song Thành Trung lại gây tranh cãi vì phát ngôn được cho là phân biệt vùng miền. Trong trận đấu câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội FC thuộc vòng 5 V-League 2021 diễn ra vào tối ngày 23 tháng 3, Đỗ Hùng Dũng gặp chấn thương nặng sau cú va chạm với Ngô Hoàng Thịnh. Cú vào bóng mạnh khiến Đỗ Hùng Dũng bị gãy cả xương chảy lẫn xương mắc chân phải. Thông tin Đỗ Hoàng Dũng gặp chấn thương kinh hoàng gây xôn xao dư luận. Trên các diễn đàn, người hâm mộ bóng đá bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe cũng như sự nghiệp của tuyển thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Không riêng khán giả, MC Thành Trung cũng chia sẻ tâm tư của mình khi một cầu thủ, một niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam bị chấn thương nặng. Đến bao giờ các bạn cầu thủ Nghệ An mới bớt đi sự quyết liệt thái quá trên sân bóng chuyên nghiệp? Buồn thật sự, vì Hùng Dũng không chỉ là một cầu thủ của Hà Nội mà còn là niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam ở mọi sân chơi. Chỉ biết nói là thương em, mong em mau quay trở lại với sân cỏ trong thời gian sớm nhất. Lúc này Hải Huy sẽ là động lực và tấm gương cho Hùng Dũng để có niềm tin và nguôi ngoai sự đau đớn. Cũng là lúc ông Park nên nghĩ tới Hải Huy cho chính vị trí mà Hùng Dũng để lại ở đội tuyển Việt Nam lúc này, Thành Trung viết trên trang cá nhân. Ngay khi lên sóng, bài viết của MC Thành Trung lập tức gây tranh cãi. Nguyên nhân bắt nguồn từ phát ngôn, đến bao giờ các bạn cầu thủ Nghệ An mới bớt đi sự quyết liệt thái quá trên sân bóng chuyên nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng, trong sự việc này nam MC nên thẳng thắn nhắc tới cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh người trực tiếp gây ra chấn thương cho Đỗ Hùng Dũng, thay vì gọi chung chung các bạn cầu thủ Nghệ An. Cách diễn đạt này của Thành Trung khiến nhiều người cho rằng anh phân biệt vùng miền, vơ đũa cả nắm. Chưa kể nam MC là người của công chúng nên càng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, không được phép quy chụp. Bất ngờ bị tấn công, Thành Trung lập tức lên tiếng giải thích. Nam MC khẳng định anh không hề phân biệt vùng miền, nhưng việc quyết liệt quá mức là một tính cách đặc trưng của các cầu thủ Nghệ An. Không phải là phân biệt vùng miền đâu mọi người nhé, vì đâu cũng là một Việt Nam mà thôi. Nhưng quyết liệt quá mức là một tính cách đặc trưng của các cầu thủ Nghệ An. Dù không phải là tất cả nhưng hầu hết những cầu thủ đá rắn nhất bóng đá Việt Nam bao năm nay vẫn luôn là người Nghệ An. Mọi người ai cũng có thể kiểm chứng điều tôi nói, Thành Trung lý giải. Dù lên tiếng phân trần xong lời lẽ của nam MC vẫn đang gây tranh cãi bị dư luận chỉ trích kịch liệt.